cho các bạn. Đây sẽ là video review về chiếc điện thoại gập Oppo Find N3. Trước tiên mình sẽ chia sẻ về cái việc dùng điện thoại gập. Thì mình là người rất thích những cái công nghệ mới, những cái giải pháp mới, và mình đã sử dụng điện thoại gập từ lúc nó bắt đầu ra đời tới giờ, tức là 2019 khi mà Samsung, Huawei ra mắt điện thoại gập, cho đến nay là khoảng 4 năm gì đó. Và mình dùng qua tất cả những cái đời Z Fold cũng như dùng qua những điện thoại gập khác. Do đó cái chia sẻ của mình nó sẽ bao hàm cả những cái điện thoại khác nữa. Cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ về chiếc Oppo Find N3 này, đó là mình nói về cái kích thước của nó, kích thước khi mà cầm sử dụng ở trên tay. Hiện tại mình thấy rằng là trên thị trường có 3 kích thước khác nhau. Một là cái kích thước nhỏ ha, thì nó là kích thước của cái Google Pixel Fold và cái Oppo Find N1. Nó nhỏ xíu à, nhìn nó lạ lắm, rất là cục mịch khi gấp lại. Và theo mình, cái kích thước nhỏ đó không có đáng để trải nghiệm, bởi vì nó cũng không hơn so với lại những cái điện thoại thanh bình thường khác bao nhiêu, do đó là không đáng để trải nghiệm. Kích thước thứ hai đó là kích thước của cái Oppo Find N3 này, và nó cũng là kích thước của cái Samsung Galaxy Z Fold từ đời đầu tiên cho đời thứ 5. Thì theo mình đó là kích thước phù hợp để mà sử dụng. Còn một cái loại kích thước nữa, đó là kích thước lớn hơn rất là nhiều của những cái điện thoại như là Huawei, Honor, Vivo, Xiaomi. Mình cũng cầm qua những điện thoại đó rồi. Sau một cái thời gian sử dụng và thử nghiệm thì mình đưa ra quyết định rằng là kích thước của Oppo Find N3 hay là của Samsung Galaxy Z Fold các đời á, là kích thước phù hợp để người ta có thể trải nghiệm được cái điện thoại gập một cách thoải mái. Còn những kích thước nhỏ hơn đó, thì không đáng để trải nghiệm. Còn những kích thước lớn hơn đó, thì rất khó để trải nghiệm, rất khó để mà cầm nắm trên tay cũng như là thao tác khó bằng hai ngón tay, và cũng như là sử dụng như là một cái điện thoại, như một thiết bị mà luôn luôn ở bên người chúng ta vậy. Do đó, trước tiên theo mình thì Oppo Find N3 đã chọn một cái kích thước đúng. Từ trước giờ chỉ có Samsung chọn kích thước đó thôi, các hãng Trung Quốc cũng như là Google chọn cái thứ khác. Và bản thân Oppo đời trước, Oppo Find N1, họ cũng chọn kích thước nhỏ. Tuy nhiên ở cái đời năm 2023 này, năm nay nè, thì họ đã chọn một kích thước lớn hơn. Và theo mình đó là kích thước phù hợp để sử dụng. Nếu mà kích thước nó không phù hợp để sử dụng thì mình không có review này, mình đã không xài rồi. Thì cái Oppo Find N3 này sẽ có hai cái màn hình giống kiểu như cái Samsung Galaxy Z Fold vậy. Một cái màn hình ngoài và một cái màn hình trong. Họ đã làm cái điện thoại với cái tỷ lệ cạnh ngang và cạnh dọc rất là vuông. Tỷ lệ là 20-21.5, thì tức là gần như là vuông rồi. Để được cái gì? Để mà khi mà anh em xài cái màn hình ngoài á, nó sẽ có một tỷ lệ rất giống một cái smartphone bình thường. Đó, nó gần giống một smartphone bình thường. Do đó là anh em rất là dễ xài. Dễ xài bởi vì sao? Bởi vì hiện tại những cái nội dung mà làm cho smartphone nó đều là có dạng dọc và ở cái tỷ lệ khoảng đó. Chiều rộng của cái điện thoại nó đủ lớn để mà anh em có thể gõ hai ngón tay trên đó hay một ngón tay trên đó, cầm một tay sử dụng như vậy rất thoải mái. Thì nó khác rất là nhiều so với lại cái Samsung Galaxy Z Fold. Cái Z Fold á, cái màn hình ngoài nó hẹp hơn, nó tỷ lệ là 23:9, rất là hẹp so với lại cái smartphone nói chung, và cái cạnh của nó cũng nhỏ, do đó là cái thao tác sử dụng nó cũng không được thoải mái bằng một cái điện thoại bình thường hay là cái điện thoại Oppo Find N3 này. Thì đó là cái khác biệt rất là nhiều giữa cái Z Fold và cái Oppo Find N3 này. Và còn với những cái điện thoại lớn khác thì sao? Những điện thoại lớn khác thì nó cũng có tỷ lệ tương tự như cái điện thoại này, nhưng mà nó to lắm, nó to như là một cái điện thoại flagship bình thường, do đó là nó dày nữa, nặng nữa, khi cầm trên tay thì nó không thoải mái. Thì đó là cái màn hình ngoài, nó mang lại một cái trải nghiệm rất bình thường như một cái điện thoại thanh vậy, rất thoải mái. Còn cái màn hình trong thì sao? Cái màn hình trong thì nó sẽ giống như là cái điện thoại vuông vậy ha. Anh em có thể không cần quan tâm là anh em đang để nó ở trạng thái thẳng như vậy hay là ngang như vậy, nó gần tương ứng với nhau mà, đó là anh em không cần quan tâm luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề,
khi mà cầm sử dụng mới đầu á nó sẽ hơi khó khăn ha, bởi vì dù gì nó hơi quá rộng so với hai ngón tay. Anh em sẽ phải dùng cái bàn phím mà nó tách ra làm đôi thì gõ mới được. Và dĩ nhiên anh em phải làm quen với việc cái bàn phím đó, anh em tập phải gõ được. Nếu cái điện thoại này cái màn hình bên ngoài nó tốt, nó dễ dàng sử dụng, thì trong quá trình sử dụng những cái phản ứng tự nhiên của anh em khi cầm nó lên trên tay á là anh em sẽ sử dụng màn hình ngoài và anh em sẽ không sử dụng màn hình trong. Đó là vấn đề. Bởi vì đây là một cái điện thoại có cái màn hình rất là to. Và nếu chúng ta không sử dụng màn hình to đó, chúng ta lại sử dụng cái màn hình nhỏ bên ngoài thì nó vô lý. Mình đã phải cố gắng hạn chế cái việc sử dụng cái màn hình ngoài, hạn chế một cái gì đó rất là tiện, rất là tự nhiên để sử dụng cái màn hình trong. Nghe nó hơi vô lý đúng không? Do đó là mình nghĩ lại là cái việc Samsung họ làm cái màn hình ngoài nó hẹp hơn, khó xài hơn chút, chắc nó cũng có lý do để người ta focus vào cái chuyện sàn màn hình trong cho một cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Mình từng nghĩ rằng là nếu một cái điện thoại gập nó hoàn toàn không có màn hình ngoài, nó chỉ có màn hình trong thôi, màn hình ngoài này bị che đi, thì mình cũng hài lòng. Bởi vì nếu mà muốn xài một cái điện thoại gập mà chỉ xài màn hình ngoài không á thì uổng lắm. Cái màn hình trong vẫn là tinh túy, cái màn hình trong với đầy công nghệ, nhưng mà cái màn hình ngoài nó tệ thiệt. Thì do đó rằng là tùy anh em ha, nếu anh em muốn một cái điện thoại để xài để trải nghiệm cái màn hình trong to đã, xứng đáng để bỏ tiền ra mua, xứng đáng để mang vác, thì hãy xài màn hình trong. Còn nếu anh em nghĩ rằng là anh em vẫn xài màn hình ngoài là chính, màn hình trong chỉ là một cái màn hình phụ, lâu lâu cần thì mở ra xài thôi, thì anh em chọn Oppo Find N3 này, nó phù hợp hơn với anh em. Và nếu xài bình thường, anh em thỏa mãn sở thích của anh em một cách bình thường thì anh em xài Oppo N3 này, anh em sẽ xài cái màn hình ngoài nhiều hơn. Còn anh em xài Z Fold, nếu mà cố gắng xài màn hình ngoài thì nó không có đã, nó khó khăn lắm. Còn những hệ lớn khác thì thôi. Rồi, thì đó là nói về cái kích thước của cái điện thoại cũng như màn hình trong, màn hình ngoài. Những ứng dụng của những cái bên thứ ba họ đã cố gắng để làm cho cái trải nghiệm màn hình lớn nó tốt hơn. Ví dụ như là Google News thì bây giờ nó đã được hiển thị cho một cái màn hình lớn hơn và anh em sẽ có một cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều khi đọc. Hay là anh em xem cái ứng dụng Telegram ha, bây giờ lớn hơn cho nó chia làm hai cột. Như vậy khi mà anh em di chuyển qua chat với người này người kia thì nó đơn giản hơn rất là nhiều ha. Hồi trước chúng ta phải bách ra ngoài, chúng ta vô lại nó chậm hơn, cái này chúng ta nhìn được tổng quát hơn, đã hơn đó. Hoặc anh em có thể thấy một ứng dụng như là Lightroom ha, thì với cái màn hình lớn hơn như vậy, trước tiên đó là chúng ta thấy được cái nội dung nó lớn hơn ha. Thứ hai á, cái menu mà chúng ta chỉnh nó đã dễ dàng hơn. Ví dụ như là bây giờ mình đang ở trong chế độ edit hình, mình chọn cái chỉnh sửa ánh sáng đi, thì bây giờ cái hình nó sẽ chạy lên chút xíu và cái menu nó nhô lên, và như vậy mình chỉnh sửa nó dễ hơn rất là nhiều. Thì đây là năm thứ tư thứ năm gì đó của cái thế giới điện thoại gập rồi, do đó là rất là nhiều app đã được tùy biến để anh em xài những điện thoại này, anh em có một cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Ngay cả những nội dung khác nhau như ở trên Google News này, mình mở một bài của New York Times thì nó được tùy biến lại ha, để cho nó phù hợp hơn với cái điện thoại này, đọc nó đã hơn. Thì mặt tích cực nó là như vậy. Tuy nhiên, theo mình thì các bên thứ ba làm vẫn chưa đủ ha, đã làm rồi nhưng chưa đủ. Mình ví dụ như là Facebook, đây là cái giao diện comment. Nhìn nó vô lý không? Nó bê nguyên một cái giao diện comment ở trên điện thoại thanh qua cho cái điện thoại rộng này. Do đó là nhìn nó chát lắm. Thì những cái gì Facebook làm là gì? Họ thêm một cái thanh menu bên này cho cái giao diện ngoài cùng, chỉ là giao diện ngoài cùng thôi nha. Còn những giao diện khác nó đều là bê từ thanh qua. Do đó nó trải nghiệm chát lắm. Facebook là chán nhất, rất là chậm, trong khi là bao nhiêu người xài điện thoại nó không cập nhật cho nó. Đó, vô cái trang cá nhân của mình á thì ở cái list này nó hiện ra có thể là điện thoại rộng, nhưng mà khi bấm vào cái chỗ mà nhiều nhất á thì nó không thay đổi, nó vẫn bê y chang quá. Do đó là cái hình này nè, nó dọc là giờ nhìn chán đời vậy nè, ví dụ vậy. Đó. Thì Facebook nó mới update nửa vời thôi, hình như năm ngoái một kia gì đó, Samsung làm việc với họ thì họ update thôi, chứ thực chất nó chẳng update được nhiều hết á. Và kể cả những cái bên hiển thị nội dung, ví dụ như là mình nói lúc nãy á, ở New York Times á thì nó hiển thị rất là đẹp, nhưng mà khi anh em mở qua bên CNN á thì nó lại là một cái tràn như vậy, đâu có đọc được, rất khó để đọc qua lại như vậy ha.
nó phải co lại ngay giữa, phông phải to lên. Đó, ví dụ vậy. Thì các bên làm hiển thị nội dung cũng chưa hẳn là tốt. Browser thì sao? Browser thì anh em sẽ có một browser giống như browser của một cái desktop nhỏ lại. Theo mình thì browser thì ok, coi như là chúng ta nhìn được cái nội dung ở trên cái máy tính, bên nào cũng được hết. Dĩ nhiên tùy biến tốt hơn thì tốt, không được không quan trọng lắm. Vậy thì kết luận lại là những cái nội dung, những cái app mà hiển thị ở trên cái màn hình gập hay là cái màn hình tỷ lệ vuông hơn này của Find N3, nó đã cho một cái trải nghiệm tốt hơn, bởi vì một số hãng đã cố gắng thay đổi để làm cho tốt hơn. Một số hãng thay đổi chưa nhiều như là Facebook. Thêm cái ví dụ nữa, đây là cái chat của Facebook này, nó tràn ra như vậy nè, sao coi. Nếu mà nó làm theo cột dạng như là Telegram thì đã ăn rất là nhiều. Đó. Và bản thân Google cũng chưa cố gắng. Do đó mình nghĩ rằng là mọi chuyện sẽ tốt hơn cho điện thoại tỷ lệ vuông hơn nếu Google họ ý thức được rằng là họ phải cải tiến thì nó mới tốt được. Bởi vì khi Google muốn, họ sẽ hỗ trợ cho những cái bên thứ ba làm app muốn. Chứ còn bây giờ Samsung hay là Oppo muốn, nhưng mà chỉ có mình họ làm thôi, không giải quyết được vấn đề. Hoặc là thậm chí những cái người developer, những cái người R&D của Samsung hay của Oppo hay là của những cái hãng làm điện thoại gặp khác, họ cũng không ý thức được cái chuyện đó, không biết cái trải nghiệm đó. Họ chỉ giỏi về cái chuyện làm phần cứng thôi, sản xuất ra cái màn hình, sản xuất ra cục pin gắn lại với nhau. Chứ cái chuyện trải nghiệm cái màn hình hay trải nghiệm cái nội dung đó thì họ nghĩ rằng à thôi, cái phần này bọn Google nó giỏi để tụi nó làm, tụi mình chỉ cần quan tâm đến cái phần cứng thôi. Ví dụ như vậy, cái người dùng cũng vậy. Nếu mà người dùng không đòi hỏi thì nó sẽ không phát triển được. Rồi, thì đó là về màn hình hiển thị ở trên Oppo Find N3. Tóm tắt lại chút xíu, chúng ta đang ở cái năm thứ tư của cái màn hình vuông hơn rồi. Do đó là chúng ta đã có nhiều cải tiến rồi, trải nghiệm đã rất là nhiều rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn cải tiến được. Và cái chuyện cải tiến được hay không đó nó phụ thuộc nhiều vào Google. Thì đó là cái kết luận của mình. Bây giờ mình nói về cái chất lượng hiển thị của cái màn hình trong cũng như màn hình ngoài. Oppo trang bị Find N3 hai cái tấm nền cấu hình rất là cao. Cả hai tấm nền đều có cái độ sáng 2800 nits, rất là sáng, bởi vì iPhone 15 sáng nhất 2000 nits, Samsung Galaxy Z Fold sáng nhất 1750 nits. Rất là sáng hơn so với lại những cái màn hình khác. Đó. Về tốc độ làm tươi thì cái màn hình ngoài của nó có tốc độ làm tươi là 120Hz, màn hình trong cũng có tốc độ làm tươi 120Hz. Thì như vậy là cái nội dung nó hiển thị nó sẽ mượt mà hơn, nó đã rất là nhiều. Và cái độ sáng như vậy để nó làm gì? Để nó hiển thị được nội dung HDR. Tức là những cái hình ảnh em chụp, những cái video anh em xem ở trên những cái nền tảng stream video, nó sẽ có thể hiển thị được những cái chỗ có độ sáng rất là cao, tới 2800 nits. Trong khi đối với những điện thoại mà có độ sáng thấp hơn, hay là những cái điện thoại mà nó không sáng như vậy ấy, thì nó không hiển thị được nội dung HDR, nó chỉ hiển thị được nội dung SDR hay nội dung bình thường thôi. Thì như vậy anh em sẽ thấy nó không đã bằng. Mình sẽ nói về camera. Cái phần này mình không nói nhiều, nhưng mà mình sẽ nói luôn trong cái video này luôn. Mình nghĩ rằng là chúng ta cần review như vậy thôi, những phần khác chúng ta không cần nói. Về camera, mình đánh giá cái camera của Find N3 này là ngon nếu mà so với lại một cái điện thoại gập khác rất là nổi tiếng, đó là Z Fold 5, Z Fold 4. Nó trang bị rất là nhiều thứ, và đặc biệt là cái chuyện nó làm việc với lại Hasselblad thì cái đó quan trọng ha. Cảm biến không phải là 1 inch nhưng mà cũng lớn, độ hình dạy cao ha, 48 6 mấy mê gì đó. Nhưng mà quan trọng hơn đó là làm việc Hasselblad. Thì khi làm việc Hasselblad á, thì mình thấy rằng là cái tùy biến màu sắc của những hình ảnh chụp ra bởi Oppo Find N3 này nó đơn giản, nó vẫn trong trẻo, nó vẫn có được cái màu sắc khá là no, và cái chất lượng file vẫn tốt. Do đó sau khi chụp xong, anh em nhìn hình anh em hơi ưng. Nếu anh em biết chỉnh hình bằng những ứng dụng chỉnh hình chính quy, Lightroom, hay là bằng cái phần mềm chỉnh hình chính trong bản thân của máy thì anh em rất thích, bởi vì anh em sẽ giữ lại được cái bản chất của hình ảnh nhưng mà anh em vẫn có được cái màu sắc và cái độ tương phản cần thiết. Mình nói vậy bởi vì sao? Bởi vì một số cái máy chụp hình chủ yếu điện thoại á, sau khi chụp xong á, mà anh em chỉnh nó khó lắm, bởi vì cái file đó đã được chỉnh nát rồi, chúng ta chỉnh lại nó khó chỉnh lắm, và chỉnh lại nó không còn được những cái gì chúng ta muốn, như là độ tương phản hay là độ trong trẻo hay màu sắc gì đó, trừ khi chúng ta muốn cái hình nó lòe đẹp hẳn ra thì được. Còn những người nào thích thật
thì nó khó. Thì mình ưng camera của cái Oppo Find N3 này ở cái yếu tố đó, tức là hình chất lượng, hình chỉnh sửa được, no màu, ánh sáng tốt, như vậy thôi, không căng thẳng. Thì đối với được tội gặp thì như vậy, nhưng mà có điều là nó bự quá, cam nó quá bự so với điện thoại nè, cầm nó hơi cấn. Mình nghĩ rằng là Oppo họ muốn làm một cái gì đó nhìn cho nó đặc trưng, nhìn cho rất là nổi bật ở cụm cam này, chứ không muốn nó làm nhỏ mà. Đó, thì anh em không căng thẳng về nó cũng được. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với anh em về Oppo Find N3. Các bạn vậy thôi. Xin cảm ơn anh em, chúc em vui vẻ.